Hello, hello. Xin chào các bạn. Hôm nay mình chơi thêm game mới, tái nhiên là game Shadowfire 3. Đó, và đó xong. Nó khá đẹp, những game trong movie như thế. Này. Khá movie như thế. Wow. Quá đẹp. Tiếng nữa mình nhấn, bây giờ mình coi trang ra, mình coi video giới thiệu của nó. Video giới thiệu của nó, giới thiệu nội dung cũng đánh đánh thôi. Là game đấu thắng một chỗ nào thì mình đánh giống như cái pha game mà Rock Devil 2 lúc đi vào tôi đấu với đài đấu truyền thú này, là không có những hình thú này, đấu giả thiệt nha. Và mấy cái chiêu của mình quấn điều khiển chiêu nó dễ dàng điều khiển những chiêu đó. Quá nhiều chiêu đó. Chơi game này không, nhưng mà game này thì dễ chơi lắm, chiêu thức cũng có sẵn cả, nhưng mà chơi thì cũng dễ dàng thôi chứ không có gì khó khăn. Chơi là làm cũng kìa không dữ lắm. Chưa có chọn thiết bị trang bị gì hết. Đó. Cái chó. Bây giờ nó chưa cho mình quýnh, nó cho mình né à. Không có chiêu gì chứ. Bây giờ mình lui nè. Nó thấy anh lộn nè. Lên là xuống nè. Nó chưa cho mình quýnh. Mình lộn nè. Hả? Ôi dạ. Trời ơi, nó chơi không có chiều. Cái chiều không có uống nữa. Ôi chùi chặt. Ôi chùi chặt, đúng không? Lập nè, ngồi có chiều đó. Lập rồi đó, ơi, chết rồi. Ôi dạ. Anh nghĩ nè. Ây dạ, chết mà chờ. Rồi lên một hiệp nữa nha. Lên một hiệp nữa đi. Ây da, thiệt là ghê gớm quá đi ạ. Trận nữa đi. Shadowfire 3 nha. Chết mà chưa. Mẹ chưa. Chết mà chưa. À, tao có đổi cái mũ này vô rồi. Rồi cái mũi này vô rồi, là quýnh này vô rồi. Ây da. Ây da. Nghe chưa rồi. Ba mày chưa. Mày
chứ mày kia hay thay vô lên đấu mới vô mày giật chút máu rồi trời trời chết mày chưa chết mày chưa mẹ mày nè mẹ mày nè chết mày chưa mày chết mày chưa mày chết mày chưa cho mày chết nha nhanh nha rồi bây giờ này không có đối thủ rồi kiếm đối thủ mới gì vô đây kiếm đối thủ mới chưa mấy đây trời ơi thiệt là ngại quá đi à gặp đối thủ yếu không à kiếm đối thủ mà mạnh mạnh lên coi số đẩy đẩy ra luôn đi tập luôn đi vậy đến chó mà con hả chơi chiêu vậy đến chó đó hả quýt chắc tên nha đâu ôi dù ôi chú ôi chú chết mày chưa con mày chết ôi da ôi da mày bự mày bự lấy con mắt đập mình chứ không được đập từ ra đập từ nọ rồi xong đúng nha ây da thật là ngại quá đi ạ bây giờ này phải làm sao đi ạ đi tìm một cái đối thủ nào lớn đi ạ đối thủ nào mạnh mạnh đi ạ đối thủ nó yếu quá ây da đối thủ này chắc là mạnh đấy nhé đại nghiệp à kiếm một đối thủ nào mạnh mạnh đi hả đại nghiệp mạnh lắm rồi hả thật là ngại quá thôi không nào đâu cảm ơn các bạn đã xem video này bye bye see you again bye.